Dạ thưa chị Bồ Tát, hôm nay em đã mua 3 kg bạch tuộc, dạ, để phóng sanh cho chị, hồi hướng công đức cho chị, dạ, cho tâm nguyện của chị mau chóng trở thành hiện thực. Thì ở đây có sẵn luôn mấy con ốc đá, dạ, rồi mấy con ba khía, rồi cả con cúm nữa ạ. Dạ rồi, 3 kg bạch tuộc bây giờ mình đi thả nha. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi, mình sẽ thả mấy bé này trở về tự nhiên nha chị. Rồi. Đội hình team phóng sanh tiên cá đâu rồi? Trời, team phóng sanh tiên cá đi đủ chưa? Rái cá nè, chó cá nè. Dạ, bây giờ ở đây là rất là yên tĩnh luôn, bởi vì không khí ảm đạm của Covid đang chùm lấy nơi này.